Có gì mà anh? Cái này là một người ở trên xuống hát. Xong rồi nói chung là ai xuống hát không ạ? Nói nhanh. Vâng ạ, không phải xuống mà ai có lên hát không ạ? Vâng, ai lên hát cho tôi xin một cánh tay ạ. Có ai hát không ạ? Sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi đấy ạ. Có anh nào xuống đây hát cho chị nhà người yêu, người đương vợ mình nghe không? Chúng tôi cần một cánh tay của quý vị lên đây để giao lưu hát. Mark up, Mark. Không, ở trên không? Sao, ở dưới sao? Không, khán giả hôm nay người có thể hơi buồn. Tự tin đấy, tự tin thể hiện mình một bài hát nào đấy cũng được. Một bài hát nào đấy, ví dụ như bố ơi mình đi đâu thế chẳng hạn. Ai hát bài đấy rồi? Có ai không ạ? Thì ai ở sau thì lên đây, đứng dưới đấy thì ai còn đấy. Vâng ạ, sao xin mời anh. Vâng, mọi người cho một tràng vỗ tay cho chàng của chúng ta. Vâng, đây là mic của anh đây. Trước khi hát, anh có thể tự giới thiệu với mình không? Em tên là Tuấn ạ. Em sinh năm 95 và hiện đang học kỳ đeo của Hà Nội. Hát bài gì ạ? Sau đây em sẽ gửi tới tổng thống của nhà. Chuyện cần ta, người ta thừa hơi bao cảm. Em muốn là người chị cũng thành hơn.
Vâng, chúng tôi vẫn đang chờ đợi những cái tay của quý vị lên đây để giao lưu với chúng tôi.